Yên nhé, cái lốt, để yên đây, không được ăn. Nào, để yên nhé, cả yên, không được ăn, trông cái gì? Chị ơi, nào, yên nhá, chăm nhá. Không được ăn đấy đâu. Để yên đấy nhá. Yên nhé, đúng không? Để yên đây, không được ăn. Chấm nhé, không được ăn đâu. Run. Chú Chi, như mọi người cũng thấy đấy, củ cải kim chi thì rất là nhiều các con luôn. Đang trông miếng đồ ăn nhưng mà chú Chít ra ăn này, củ cải kim chi nhường để ăn luôn. Nhưng cái thằng lất cất này đấy, đang trông miếng đồ ăn mà thấy bọn chú Chít nao ra cái là ông ấy nao ra ông ăn ngay. Ông ấy phải ăn nhanh kẻo chú Chít ăn hết. Đấy, chú Chít rất là ngoan. À quên, củ cải kim chi rất là nhiều con, còn không riêng cà rốt thì khác. Cà rốt ngồi xuống, ngồi. Cà rốt ngồi. Ngồi xuống. Hư nhỉ, cà rốt ngồi. Hư lắm rồi, yên. Chú Chít ăn. Chú Chít ăn đi. Chú Chít ăn. Đứng dậy, chú Chít ăn. Ăn. Dứa kìa, đứng lên làm gì, ăn đi. Thằng cà rốt, mày lại dọn để đấy à? Chút ra ăn tranh phần các em. Dứa ăn đi, chút chít ăn. Cải chính ra. Nó ăn cơm rồi để con ăn. Chút chít ăn đi, dứa ăn đi. Ăn đi, chút chít ăn. Ăn đi. Ơ cà rốt ơi, nãy ăn tranh phần các em à? Cà rốt đi, ra ngoài. Cà rốt đến đây. Cà rốt. Nào, vừa ăn rồi còn giờ ăn tranh phần các em nào. Chú Chít ăn đi, ăn đi. Chú Chít ăn đi, ăn đi, ăn. Ăn đi, ăn đi. Chú Chít ăn đi, chú Chít ăn đi. Nào, chia ba ra đây, ăn bên này. Ăn đi, chú Chít ăn đi.
Chú chị ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, chú chị ăn đi.